Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Croatia với Bỉ 22 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2022, lượt 3 bảng F World Cup 2022. Bất bại trước Croatia trong một thập kỷ trở lại đây và toàn thắng hai cuộc chạm trán gần nhất, nhưng xem ra Bỉ khó lòng được ca khúc khải hoàn ở trận chiến một mất một còn tại World Cup 2022. So với vòng chung kết 4 năm về trước trên đất Nga, sức mạnh của Bỉ đã suy giảm rõ rệt. Ở vòng bảng World Cup 2018, Bỉ đã mang về 6 điểm tuyệt đối và ghi được tới 8 bàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên. Nhưng tại World Cup 2022, 2 lượt trận vừa qua đã chứng kiến Quỷ Đỏ giành được vỏn vẹn 3 điểm và chỉ có đúng một pha lập công. Không phải ngẫu nhiên mà De Bruyne lại thẳng thắn thừa nhận rằng Bỉ không phải ứng cử viên vô địch và gần như không có hy vọng đổi màu huy chương tại giải đấu năm nay. Chẳng những sa sút phong độ và chạm đáy về tinh thần, nội bộ của Bỉ cũng đang thiếu đi sự đoàn kết. Sau trận thua Morocco, các cầu thủ Bỉ đã đổ lỗi lẫn nhau và thậm chí còn định lao vào ẩu đả. Dù tình hình sau đó đã được kiểm soát nhưng có lẽ ngay cả các cổ động viên lạc quan nhất cũng chẳng dám tin vào một chiến thắng dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez trước đối thủ sừng sỏ như Croatia. Thậm chí không loại trừ khả năng Bỉ sẽ phải chia tay với World Cup 2022 bằng một thất bại. Đó là nhận định hoàn toàn có cơ sở bởi Croatia đang đạt điểm rơi phong độ và vô cùng hưng phấn sau màn lội ngược dòng ấn tượng trước Canada. Cần biết, trận thắng Canada với tỷ số đậm 4-1 đã là trận bất bại thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường của Croatia, trong đó bao gồm tới 6 chiến thắng. Đáng lưu ý, danh sách bại tướng của Croatia có sự góp mặt của không ít những cái tên máu mặt như Phá, Đan Mạch và Áo. Với phương diện cá cược, Luka Modric cùng các đồng đội thậm chí đã có tới 7 lần mang về niềm vui cho nhà đầu tư kèo châu Á trong chuỗi bất bại kể trên. Dù chỉ cần một kết quả hòa là đủ giành vé đi tiếp, nhưng trong bối cảnh đội tuyển Bỉ đang bất ổn nội bộ và thiếu sự khát khao, có lẽ Croatia sẽ không bỏ qua cơ hội để giành trọn 3 điểm. Với kèo châu Á là đồng kèo, anh em cân nhắc Croatia. World Cup 2022, nắm chưa từng có tại spltop.com. Sắc vàng Qatar, trả ra nhân quả. Tập thắng World Cup, tổng đại thưởng 3,5 tỷ đồng. Khuyến mãi 100% lên đến 1,5 triệu đồng. Tham gia ngay tại spltop.com. Tốt kèo châu Á, đồng kèo chọn Croatia full time. Trên thực tế, phong độ của Bỉ vốn đã rơi vào trạng thái đáng báo động từ trước khi World Cup 2022 khởi tranh. Tại UEFA Nations League 2022-23, dù vẫn bắt nạt được những đối thủ dưới cơ như Ba Lan hay Wales, nhưng Bỉ đã ôm hận trong cả hai lần đối đầu Hà Lan. Ở một trận giao hữu ngay trước thềm World Cup 2022, Bỉ đã để thua tâm phục khẩu phục Ai Cập với tỷ số 1-2. Chiến thắng hú vía trước Canada rõ ràng là không đủ để Bỉ lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, khi mà ngay sau đó họ lại có màn trình diễn bạc nhược trong trận thua Morocco. Trái lại, Croatia sau màn ra quân chưa được như ý hòa Morocco 0-0, đã thi đấu vô cùng bùng nổ để mang về thắng lợi tương bừng trước Canada. Nhìn hơn cả về phong độ lẫn tinh thần, không khó để thấy rằng Croatia là điểm đầu tư uy tín hơn Bỉ. Lời khuyên dành cho người chơi là nên mạnh dạn lựa chọn phần thắng nghiêng về đội quân áo Cazo. Chốt kèo châu Âu, Croatia thắng. Đứng trước nhiệm vụ buộc phải thắng, Bỉ sẽ phải chấp nhận chơi theo kiểu được ăn cả ngã về không. Với sự trở lại của chân sút chủ lực Romelu Lukaku, hàng công của Bỉ hứa hẹn sẽ mang đến màn trình diễn khởi sắc hơn. Bên phía đối diện, Croatia có lẽ sẽ không thi đấu với tâm thế cầu hòa, bởi họ đang nhắm đến vị trí nhất bảng. Tuy nhiên, mặc dù phong độ của Bỉ đang ở trạng thái không tốt, nhưng Croatia sẽ không chủ quan và chơi lối chơi kỷ luật. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 2.5 chọn xỉu full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, đồng kèo chọn Croatia full time. Kèo châu Âu, Croatia thắng. Kèo tài xỉu 2.5 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số Croatia 1-0. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.